Có cái kem ăn đã dữ trời. Không có gam lúc lúc không à? Về ăn không cậu? Ngọt béo gì không? Béo. Cái đó là như là kem đậu đỏ vậy đó. Đậu đỏ. Nghe cậu. Hả? Chiều nay không có gì ăn súc miệng bậy hai con gà. Mập đem lên à? Các tình yêu à? Thằng mập đem lên hai con gà đó con. Đấy đá vô ta. Gạt vô ta. Mát. Hồi nghỉ ăn cháo lúc năm ơi. Máy đi cha. Ê, hai con gà mai đem lên nhậu. Hai con gà làm gì đây? Đem lên hai gà này nè, cầm luôn đi mình. Bà bác chào cả nhà nha. Bữa nay anh mập bắt hai gà. Mà chào cả nhà. Trời ơi, em nhậu cháo để dựng nút hoài. Chào cả nhà. Đó vô nằm giống nghỉ cái lô gạch đó nó chào các tình yêu. Cả nhà. Còn nhớ chưa này. Nè, đi lên đây, dẫn lên giống. Út liễu đâu rồi? Mới mua băng về nhà cỏ. Chào khách tình yêu kìa. Chào cả nhà nha. Mà chào anh hả? Con gà lên nấu cháo à. Bữa nay mình nên đốn cái dừa này nha cô chú anh chị. Cái dừa này thì quá xấu rồi. Thôi rồi, bây giờ những lúc trồng trái điếc rồi. Bây giờ đắp cái đắp ra chị. Bữa nay lên nhà treo lãi thêm cây dừa nữa. Mỗi lần lên là phải hy sinh cây dừa cho ta. Cái dừa này ba em cũng tính đốn bỏ hết rồi, tại ba cũng có trồng mà, giống dừa mới thôi chứ. Dừa dứa hay dừa liễu hay dừa ta? Tới số nè. Vậy là ông mập bữa nay ông về bánh ông thịt lạnh yếu nè. Ông ơi, bây giờ cọc xuống cái là mình lâu lỡ chạy thì lâu nổ. Vừa cho trái gì chặt phải. Đó cái quầy dừa đó nó bị sâu trơn đó vậy đó. Quầy dừa đẹp ghê không cả nhà. Mập.
đẹp hơn dừa mập chứ không? Dừa gì là cưa là đúng rồi. Đó. Dừa gì đâu là bị sâu cạp da. Cái đun ăn. Đó. Hôm nay gịch cây dừa không thử coi nó có ga không thử coi. Trời cái giấy này cái nó hơn cái da heo. Phải gịch cây dừa lên bờ. Dài cơm quá à. Em phải gịch cây dừa lên bờ còn uống nước dừa đồ được gịch cây xuống mương á mà uống gì ha. Không uống đâu. Không uống đâu. Không dám uống đâu. Nước cũng được. Đi về bạn. Không có ga. Nó nhúng hoài. Mập thế vậy nhưng có. Con hũ này to ta. Thôi con về nha, về trời à. Về đây nghe quay ra cho coi coi. Đổ cái con hũ dữ vậy. Người thương ngồi xếp ra. Con mập bữa nay về bánh nè. Sạch sài có vợ chồng bánh sạch sài có gì vui kể cho chị nghe nè. Vui. Vui xỉu. Xong á 12 giờ mấy luôn á, ra mập cái xỉu. Thịt chán cho rồi đặng đi đi qua đây chứ để không rồi đâu có qua kịp cỡ lại ngày nữa còn nhiêu đó cũng còn còn cái lết nó bự vậy cũng bự á rồi đó nghe cục đó chị con dây đừng lụm con dây nghe rồi còn dây nữa nghe nhé dây lên chị á bữa nay mình mới làm mấy bước dạo đầu thôi nhưng mà chưa có giới thiệu cái món gì một tí xíu mời cô chú anh chị đón xem nha. Em còn ở đó không nữa là bốn cây dừa đó chị em. Anh nguyên bài gà. Dưới cây này nữa nè nha, cây này nó đốt bỏ luôn nè. Đó thôi. Đó thôi. Cây gì vậy? Cây. Cây. Có cái kem ăn đã dữ trời. Dạ. Có gan lúc lúc không à? Về ăn không cậu? Ừ. Ngọt béo gì không? Béo. Cái đó là như là kèm đậu đỏ vậy đó. Đậu đỏ. Nó mặn cũng được quá. Dạ. Này là Út mới kêu gạch nè, để mình sửa lại cái nhà sau của chú anh chị. Nhà sau của Út thì cũng sập rồi. Rộng quá trời. Dạ. Trời hai gà nó vàng ấy ghê luôn. Mà Nam không có quay được tí xíu chặt ra đi Nam. Quay cho chú chị xem. Con bắp nó vàng chứ học bắp đi hả? Mập nuôi khéo quá. Mập nuôi khéo quá mà bữa nay lên nhà chèo là mất tới hai con luôn. Nó ăn đã luôn. Đi sang mà nó sang. Kệ đi. Nó không ăn để mấy con chó nó ăn. Chó nó ăn tính ra cũng ba con rồi. Không mua cà gót vậy không? Mua cà gót, mua cà gót về mình bào chung. Dạ. Ở mua đâu vậy em? Mua cà gót bào. Dạ, chị tưởng em đi xuống mình bơi coi cái đống gom không? Không, anh không có gom. Đúng rồi. Hả? À. Câu. Hai con. Hai gà luôn cậu. Cái mặt bên này nó vàng nè. Nóng cháo ha. Ăn bắp nó vậy đó. Dạ. Ăn có hủ dừa không? Con cắt cho nọ miếng. Còn gan không? Lưỡi liêm nè. Nè, ăn cái lưỡi liêm dừa đi. Thôi. Ăn đi. Nó ngọt lắm. Lỡ nấu cho ăn mấy hai trái bắp mà lỡ chứ. Cạp à? Ừ, đâu có cạp, lãi rồi. Lãi rồi. Ừ, lãi. Rồi cái cùi đó, rồi cạp cạp nút. Nó... Trời ơi, nó béo thôi, nó ngọt. Nó ngọt. Bắp ngon thiệt luôn, ngon. Ăn hết mà còn uổng. Ngày nay ăn hai trái bắp. Hả? Ngày nay ăn hai trái bắp hả? Trái dữ. Có nửa trái, mày bẻ bỏ lên nửa trái à? Dạ. Mạnh dữ. Không bẻ ăn nửa trái thả cho vô. Con ăn có nửa trái đó. Ừ, nửa trái bên đó thì cô Hương đang sắc củ hủ dừa giữ cái bàn bào miếng cà gót thì mình ngâm qua nước giấm nước chanh chứ nước chanh rồi mình mới ngâm giấm với đường giờ ngâm chanh cho nó trắng đấy. Rồi Mập, bữa nay mình làm gì ăn anh Mập giới thiệu luôn anh Mập. Hôm nay lên nhà ốc liễu anh đem lên hai gà dưỡng út phải ra cái một cây dừa
Mình lấy cái cổ hủ mình bữa nay mình làm nấu cháo gỏi gà cổ hủ dừa. Nghe nãy là hấp dẫn rồi đó chèo. Hết bài luôn nha con. Hả? Chiều nay không có gì ăn súc miệng bậy hai con gà. Mập đem lên à. Các bình yêu à. Không mập đem lên hai con gà đó con. Tao kêu nghe bỏ nó sinh bầy gà. Bà lớn bà lớn rồi. Bảy con hay tám con rồi. Dạ ba con hả? Mới mốt thì ba con bắt rồi về lấy. Bằng đi bắt nó được. Mẹ nó thấy đường mẹ nó đá. À, bởi con thấy gà con thấy trong mặt con đi lo nuôi dưỡng. Ừ. Không biết bao nhiêu con. Quá trời. Nó lại dành cho mấy đứa là về ăn đó. Còn gì còn vậy còn vậy còn gà nhiều không? Có con nào ở đâu? Thì rồi nuôi ở ngoài vườn đó còn không hết hả? Ở trơn. Không. Có bốn con đó rồi. Ông được không? À, bán cho ông hai con tới giờ ông trả tiền ở đâu? Bạn đã gà bánh ba ông nuôi một chừa một mớ nên đám giỡn không nổi á. Mình có thả gà cho cây gia vị nè, mình cho gia vị trước. Nãy mình cũng có để cho ông miếng gạo rồi. Thầy men gà này sẽ xa được. Gà bữa mập nuôi cho ông bắt á, ít thịt không. Mập dễ rước mẹ lên chơi. Nè giúp mềm tốt xanh nó mềm nè, lỏng này nè ha. Nó lỏng là nó mềm đó. Sợ nó ứ cái đùi nữa. Không sợ nghe cái đùi nữa. Hương để đường với nước dừa rồi giờ Hương cho hai giá giấm á. Bữa nay nhỏ biểu không có chăm cho nên mình mần mình giấm. Hương cho ba giá nhỏ nước mắm. Tại vì mình mần chắc cũng hơi đậm đà chút á, mình có nhỏ nó mới ngon. Chắc cho thêm giá nữa. Để nước dừa nó hơi nhiều. Mình sẽ cho tỏi ớt vô. Mình ăn giỏi cả nhà mình mần hơi mặn mặn ngon. Quá hấp dẫn. Gắp xuống anh cho nó gắp nước. Chẳng ha. Ồ, vàng ôm luôn. Cho nó nứt rồi đó nha. Nứt cái phần da nó ra. Gà khè ha. Nuôi gà chất lượng quá. Quá mập ơi. Sắp được nó lên vậy đó. Đem ra cho nó nguội. Tí nữa xé. Nguội mình dễ xé. Da nó vàng nè. Gà vườn nha cả nhà, gà vườn ăn là ngon nhất luôn. Ăn anh Mập mua cho ăn bắp nè. Cái vàng ẻ luôn. Cái gà này mình chấm nước mắm một cái nè. Thôi nó bé rồi nó ngọt. Cái miếng bự bự. Ăn miếng đáng miếng hơn không có chịu cái nhỏ. Có cái gà này, gà sẽ hơi lắm chút cổ. Nó cổ á. Cái xương đây. Cái xương không có gì ăn. Cánh nè. Thật quá ha. Ăn cái cánh này thôi là đủ rồi đó. Nó bắt năm. Dạ. Quá trời vàng. Vàng. Mình nuôi á, nó bự rồi tới ăn thì mình cũng ăn lần lần đó nè. Cái nuôi hoài nó già cũng hết ngon. Già mình không làm mấy món này được. Anh Mập nói để bữa nào hầm thuốc bắc đó liệu. Cái đèn nữa nè, nó nứt rồi đó nè. Cục nó nứt ra nè. Có người thì người ta thích ăn cái xương. Nó nói cái xương nó ngon, cái thịt thì chứ không bằng. Có xương, thịt nó dính vô xương á. Nó ngon, cái thịt nó ngọt, nó dẻo. Cái con này. Cái gà này.
có khách lại mình có gà mình đãi cũng cũng ngon lắm, không được với khách lại mà đãi gà cũng dễ ăn á, còn nhiều bằng ha. Không kém. Gà mình làm được nhiều món á. Đây là cái củ hủ dừa. Mời chào cả nhà chứ. Chào cả nhà, mới lên sao cả nhà ơi. Cái này mình cũng làm cho nó gáo hay không mày? Dừa mình sắc mình ngâm ngâm nước chanh á cho nó đừng có mũ nó dính nó đen á, đừng cái hấp dẫn quá ha. Mình ngâm giấm cho nó thấm vô lấy ăn cái độ chua nó có vậy đó. Lâu lâu bà ngoại lên ăn cháo với bà xui. Gầm nó vô mới ngon dữ. Bà ngoại Thảo Nguyên đi lên ăn cháo với bà nội Thảo Nguyên. Ăn quấm đó hả? Trộn vậy nó thấm vô cái mình ăn ngon lắm. Chua chua ngọt ngọt. Củ hủ dừa đâu phải dễ kiếm đâu. Muốn ăn củ hủ là phải cưa ăn cây đó cả nhà ơi. Mà dừa cũng nó không có cháy. Mà lên nhà Úc Liễu thì muốn ăn nhiêu cây cũng được hết trơn. Cả nhà mình có ai muốn ăn củ hủ dừa thì tranh thủ lên nhà Úc Liễu. Tại cái giống dừa này bây giờ nó cho trái đít không à. Thì cũng phá bỏ. Đố nữa đúng quả cái sắp nhà luôn. Nãy chỉ ba gịch mà không lợi đâu con vậy là cũng mạnh lắm đó mà nó cũng không lợi nữa. Cái đỏ nó khó tàu, nó nặng lắm, mình lôi không có gì nữa. Sao như chèo cưa mà mình gạch không qua tại mình á, tại chèo đó, tại chèo với đâu có tiếp tục, tại chèo nghe kéo yếu quá, tại cái nhựa nó xuyên qua kéo không nổi. Con gấp hành, gấp hành bỏ vô vậy á, nó ngọt, nó ngọt với nó kiểu nó còn hơi nồng nồng đó, ăn ngon lắm. Đây là hành phi. Hành phi. Xong rồi hương là sẽ đổ vô cái này. Cái này là 50-50 luôn rồi bác Năm ơi. Thịt gà với gỏi 50-50 luôn. Rau găm á, mẹ Hương nói là mình xé gì cả nhà nó mới thơm. Cái này mình cắt nó không thơm, mình khá nó dập á. Hương sẽ trộn lên. Mình tự nhiên cho thèm cơm đặc. Có cơm luôn nè. Cái này anh ăn với cơm cũng ngon. Ngon hả bác Nam? Cái này con đi đám là con hay ăn cái món này đó. Nó dễ ăn á. Cái gà nó gà nó chua chua ngọt ngọt á. Cái cánh nó nè. Thì con thật yên sẵn tay hốt ra luôn ha. Thấy vậy cho gỏi hồi là hết trước thịt. Chị kêu bác Năm chứ bà nói đang ngồi nhìn bà. Kêu nè bác Năm với nội đi, hai người tâm sự. Nội giá chưa? Nội cho nội nội cho nè đi ta. Thôi hỏi mà ngồi ghế thì nó dễ dàng. Mẹ đưa con múc cho mẹ. Đúng không con ăn cháo chứ? Nó ăn nửa chén cháo đi. Nửa chén cháo, nửa chén cơm. Tại một kén đi. Không ăn vú bó với ít cơm mà chan cháo anh cũng ngon. Nửa chén à hả? Nói có đủ hả? Nửa chén rồi nè. Mình múc nhiều quá nó nóng. Thương mời cả nhà ăn cháo gà với gia đình Bắc Năm với gia đình Hương nha. Cháo nè. Ăn đi con, ở đây thì anh cũng có xé rồi còn tí nè, với miếng quýt nhỏ, với miếng quýt mềm cò đó. Mời cả nhà ăn cháo gà cả nhà ơi.
ăn cơm. Ăn cơm. Mời cả nhà ăn cháo. Ăn cơm. Dạ con. Đang nhà cô Liễu à. Nhà ăn cháo. Cháo gà. Mời cả nhà luôn nghe, ăn cháo luôn nghe. Trời ơi, dơm hấp dẫn ngon dữ à. Cả nhà ăn cháo với gia đình mình nha. Cả nhà ăn cháo gà, nấu dừa với gia đình mình nha. Cháo gà, cháo vịt, nấu dừa để hoài, con ăn hoài. Không ăn cơm luôn. Lúc nào ăn muốn gan gà con tới. Bà ta miếng nè, để gấp cho mẹ. Bà ta nè, gấp hả? Em tính gấp cho mẹ nó kìa. Gà, gà, coi, gà ăn lúa gà ăn bắp nào mày. Gà thì mấy ngon rồi, đến giờ có dàn kê à. Gà nhà Bắc Năm là ăn cỏ với bò vậy. Bắc Năm thì có thịt trắng nhất. Nó qua chuồng bò nó ăn cỏ với bò. Quá trời. Không ngọt. Này cái miếng thịt nữa nè. Sớ chê chê đang còn lì mây quất chuyện sụp cái bắp vậy cho gà đó ăn bây giờ. Cái gì cái gà với vịt á, mình có gan tốt đó, mình ăn xương với cái ngón, cái béo. Nó nói là xuống dưỡng ba nó xin bắp vậy cho gà nó ăn. Thật là tôi thấy nhỏ nhỏ nè. Ăn từ nhỏ. Ăn miếng gỏi kèm kèm vô. Bà đó mày bỏ đói nữa rồi, mày gãi nó cũng được. Ăn cái gì hồi ăn miếng cháo nữa. Nhưng mà mới vô chắc hơi tập. Ăn bữa đầu tiểu. Gần cháo ăn bữa đầu là thấy tiểu rồi. Nó giòn mà nó ngọt, nó béo béo. Là nó không quen á. Nó nằm ăn cái da nó nằm nó béo luôn. Dừa ngon dữ nha. Dạ. Cái giòn đó là bác. Ủa hủ dừa ăn ngon hết. Thơm ngó sen nữa ha. Ngồi nghe có cái cô nào ở nước ngoài cô nói hồi nào giờ cô chưa có ăn cái con hủ dừa. Dạ. Bữa mình chiên bánh kèo đó. Dạ. Bây giờ ta cũng thấy đâu có bán ngó sen. Dạ. Ít cho mùa. Không có. Mình dặn người ta ra lấy gì. Dạ dạng kìa. Béo. Còn miếng con hủ dừa coi ngon không? Ngon. Này mình trộn nó đậm đà nữa ha. Mềm. Mềm. Nhờ có trộn để nó ăn cái nó tăng cái độ giòn rồi. Nó ăn cháo hả? Không. Con thích ăn cơm. À, ăn cơm. Con rất màu cò rồi. Con đâu con cháo rồi thu gia rồi lại nhà chơi rồi nấu một bữa cơm ăn vậy thấy vui ha Bắc Năm. À. Nhìn thấy gia đình ấm áp. Kệ anh Tịnh mình hợp mặt lần cũng được ha. Tịnh mình tranh thủ sắp xếp thời gian. Cái còn không ăn thịt. Hả? Không ăn thịt. Ăn nói ăn thịt đi nội. Ông Kim bắt ăn thịt. Ăn được mà. Năm nay chắc xuống tranh thủ xuống ăn Tết với hai chồng cô Hương cù lao là quảng cáo tới 60 nha. Bắc Năm xuống tụi con mừng lắm á. Anh mập có gan này cho anh miếng mè nè, anh tiễn đây lần lần tới Tết luôn đó. Có mấy chục nữa giờ ha. Ăn lần lần tới đó là vừa. Nồi lên quay cũng mau ha. Dưới gà mình vừa nè chị, là mình nấu cháo ngon nha. Nếu mà gà già quá là nấu cháo là nó hết ngọt. Gà dạ, cái này nó nhảy ổ nè, mình ăn nó mập. Năm con gà đen nó mau lớn quá ha. Dạ. Hôm bữa em nhiều chút xíu mà đâu có bao lâu đâu, nó bự. Hồi chiều qua. Ăn này đủ á. Giờ cũng có mời ba mình lên chơi nữa cả nhà, mà do ngoại mẹ đi á thì ba phải ở nhà giữ nhà. Hôm bữa ba ra đây đàn ca văn nghệ thì mẹ giữ nhà. Nhà không ai. Với hai đứa nhỏ, cháu nội nó ở nhà. Không có bỏ nó được. Ở nhà với hai đứa cháu. Con có đi tèo. Nó đi học về nó phỏng trong này. Nó ở trong đây. Bắc Năm ăn thịt gà nhiều nhiều vô đó. Bắc Năm ăn nhiều lắm á. Lấy á. Tôi thấy bà cái gỏi. Cái này gỏi không cũng ngon rồi. Này ngon nhất là cây của hủ dừa, nhì nữa là cây chuối cây á. Mình trồng gỏi gì nó ngon hơn bắp chuối nha. Còn ba con bánh nè. Kèm cái cánh mặn gà gà bắp nào. Ba con bánh mặn gà cái cần cỏ cái đầu là xong rồi đó. Cần cỏ nhiều đó. Cũng thích. Ảnh còn ngăn ngay được. Rồi. Ốc liễu thì phải ăn cánh. Hồi đó Bắc Năm còn găng nữa là mần gà với vịt, Bắc Năm ăn cổ không? Ăn cổ. Dạ. Ba con nói là cái da cổ nó béo ngon. Ba con gà mà nhỏ nhỏ á. Con găng nhai xương. Dạ. Cái xương nó nhỏ là ba con nhai luôn á. Ba con không có bỏ xương, ba nó giòn. Hello.
Ủa, ông mới cưới vợ nữa. Ông về vợ con còn nhậu đó. Bỏ vô uống nhẹ. Cái ông cha làm sao ông bắt gà nào ông hay nha. Ông luộc. Ông luộc cái ông kêu lên cái chú. Con với ông về vợ ăn hơn một sạch gà luôn. Hồi đó nuôi gà với nuôi vịt xin đó. Ở nhà dạ. anh câu với anh nuôi vịt xin dữ vợ. Con thấy là vịt chim là nhiều chứ. Hồi đó nhỏ nhỏ Tết hồi mùng năm vậy á, ba với mẹ là nuôi vịt á, tới chừng mà mặn ra cái ức nó thịt nạc vậy vậy nè. Thịt nó đỏ ao luôn vậy đó. Sớm sớm ha. Ờ nhìn như là cốc lết heo vậy đó nha. Chị Hương ngoái lại cho lưng bưng cá thao cháo nó, gọi vô. Nuôi anh vui nuôi. Chẹp. Hồi đó nuôi câu em cho ăn luôn. Câu đẹp da. Ừ câu em. Cậu là người béo mà. Nó ngán thì thôi chứ. Béo. Dạ. Ở ruộng mình nuôi rồi mình trồng lúa đó. Hả? Người cái nuôi mình cũng thủ lại cho nó ăn. Đưa một câu, đưa một câu. Chứ hồi xưa hình như là hồi xưa là lúa với bồ. Ừ. Chứ đâu có mua gạo ăn như giờ ha. Rồi trà gạo để dành trà gạo cho nên là lúa lúc nào trong nhà cũng có khi tới mùa tới lúa còn nữa đó. Càng về nuôi heo không nuôi heo nuôi vịt. Dạ. Lấy cám đó. Bởi vì hồi xưa nhà ai cũng nuôi gà nuôi vịt quá trời. Hồi đó đánh dỗ hồi lúc mà mới cưới vợ đánh dỗ nhà vốn ở đây là anh sợ vụ mà mần gà mần vịt luôn. Hồi đó con cũng có chung ra gà vịt con cũng không có làm luôn á. Hồi qua đây phải bắt buộc phải làm á, con qua làm con ngán mặn lần á, ít gì cũng 30 con. Ừ. Hồi xưa mần gà vịt dữ vậy đó. Còn tao phát coi vợ phát bằng vịt nè. Yeah. Chào phát tình yêu. Đánh đắt thiện năm chưa tình yêu nghe nha. Làm miếng cháo đi. Còn ăn miếng cháo đi. Mằng vịt làm con. Ăn hết cơm đi con múc cho nội miếng cháo. Dạ. Tâm tình được. Còn sau này thì xuống nạo dừa. Gói bánh hồi xưa, gói bánh cũng mẹ mình cấy nếp nhà cả nhà. Gói một lần nhiêu? Bố nó táo dạ nếp. Dạ nếp. Hai đúng nếp ruột. Là nạo mấy chục trái dừa. Bằng tay luôn. Thôi mà đám giỗ hồi xưa đó, mà vui nha, đông dữ lắm. Đông. Mà dài. Nguyên đủ. Làng, nguyên số. Đó. Đó. Đó bữa nhóm họ ra ăn cơm chiều, 3-4 năm. Ăn đám cưới. Vui ha. Mà hồi đó nạo dừa á, mà nó mệt lắm nha, nó đuối á. Mà bà vợ ra kêu thôi nghỉ đi con, nghỉ chút đi mà không có dám nghỉ nha. Nạo hoài, ngồi nạo. Nghỉ nó bắt vợ lên. Mấy hồi nạo á. Anh em biết hồi nạo. Số là nạo nha. Nhưng mà hồi xưa có ăn cá là gì nè. Ở đó mình có ăn cá là nhà gia đình đó là bàn ghế rồi nó thiếu thốn á. Mỗi đợt lên mượn rồi đám lại đi trả. Đó, hồi đó nói chung ra hồi xưa là làm dâu với làm ghế rất là cực luôn. Chứ không phải được như giờ đâu nha. Hồi xưa làm ghế là phải cái trách nhiệm phải làm dâu cũng vậy cái bổn phận phải làm. Thì, đó luôn chồng các bạn. Dạ. Con phải đi mượn luôn. Chồng, dạ. Đem về lặn nặng cánh nước mấy dừa lặn nặng mấy lặn đám cứ. Gà này nó rồi con dắt con trả không muốn chết thì ba luôn dạ. Mà ngựa thì tao nói em miếng nào miếng đấy nó nặng rồi dắt ngựa luôn con hồi đó đám cưới mượn ngựa trời ơi còn phụ nữ của tụi con á thì đi mượn thớt mượn dao mượn nồi rồi phải đi gọc lá đi gọc lá rồi chẻ lá xong cô hủ dừa ngon quá gói mà hai thúng nếp á cả nhà biết là gặp bao nhiêu lá rồi phụ nữ chắc như, như tụi con là phải cực 3-4 ngày nổ cái nướng bánh kẹp không là con thấy 2-3 ngày trời rồi hết bánh kẹp không á xong rồi còn dẹp nữa nướng bánh kẹp rồi đó nướng nhà không à đâu có đi mua đâu dạ nhớ hồi xưa cực cái bắt ăn nhưng mà nó được có cái vui với người dân ở đây á kiểu như hòa đồng với nhau á ai cũng như nhau chứ nó không có phân biệt mời cái như cậu có thiệp mời cái người ta lại người ta cho con đây lại người ta tiếp dạ. Với hồi xưa cũng đâu có quần áo mới gì đâu ai có gì mặc máy không có xe tua vậy cho nên con nhớ cái thời của con là con cũng biết chút đỉnh nè nè cho bác ăn cái đùi bà xui ăn cái cánh bà xui gái à bà xui trang cái đùi đi dừa làm nhân nó lão hồi trái thế nhỏ dừa hũ dừa này mình chọn miếng tép luôn hả không cái bạc mà nó bự bự nè cái này bắt ăn xào cũng ngon lắm anh mình xào tép hoặc mình xào cánh đục này ở đây ăn còn đây ăn đi con rồi ăn miếng cháo nha thì miếng cháo đây chút xíu thôi ăn đây ăn vậy đây thôi còn không ăn cơm nữa rồi đó giờ ngủ luôn rồi đó.